em ai cũng nhận ra nó để nhá. Mời What? Hà núi. Hà núi. Cái này là bắn kim ạ. Đấy, mọi người thấy mang địa trở về với giới tính thật thế nào? Đấy. Đỉnh cao chưa? Ôi, đây thêm đôi guốc nữa thì. Ôi, đưa hãy phải cho guốc. Guốc chân bé làm gì có guốc nhỉ? Có đi guốc không nhỉ? Thế này là được rồi, nhìn em nhìn thấy em thế này là quá đẹp. Em đẹp mấy trưởng nha các bạn. Mọi người, có thấy mình đẹp không quý vị? Đâu? Quý vị có thấy mà đẹp không quý vị? Nào, bây giờ sẽ là đến phần thử thách dành cho Ma Đệ Đệ. À không phải thử thách, nó là hình phạt rồi. Bây giờ sẽ lên siêu xe của mình sẽ đèo đi. Bốc đầu. Không, kinh lắm. Người đẹp là phải ngồi siêu xe. Siêu xe là phải có người đại gia. Lại tưởng là anh đèo một gái xinh. Đéo lại tỉnh ấy. Bây giờ Mao Đệ sẽ phải xuống ruộng nha mọi người nha. Đấy. Mọi người cùng theo chân mình nhé. Hôm nay mình sẽ làm một bản gì mít. Trời ơi, tắt tài chùi hết rồi mồm. Đây, phải người đẹp thì không phải đấy. Ngả. Ấy sao? Ôi trời. Sao nó thẳng người đấy, phải cái cao người công chúa người đẹp ngủ trong rừng đang được hoàng tử bế đi ra khỏi ruộng. Rồi, ok, đã đến ruộng. À, bây giờ Ma Đệ sẽ phải có một phút quẩy trên ruộng lúa nha mọi người nhá. Nhưng mà em không biết quẩy thì sao? Không cần biết, đấy, ai bảo thua thì phải chịu. Một phút cho người đẹp quẩy cho đồng bắt đầu. Đầu tiên đã xong. Nàn nỉ. Và bây giờ nữa là kịch bản thứ hai là về nhà tự trêu chó của nhà mình.
À, sẽ đeo khẩu trang và xem chó có nhận ra Mao Đệ Đệ không nhá. Mao Đệ rồi nhá, bây giờ sẽ vào xem là mẹ Mao Đệ có nhận ra không? Mọi người xem có nhận ra không? Đấy, buộc lại cái... Buộc lại cái này, đưa ta buộc lại thôi. Kia rồi, đằng sau mất rồi. Đằng sau quay. Chưa kịp cho em đẹp bên duyên với nhé. Chị cho em hỏi là nhà Lương Y Linh chữa ở đâu ạ? Em để em bốc thuốc ạ. Đã định bịt khẩu trang để vào xem xem mẹ Mao Đệ nhận ra không. Tạo dáng cho nó, phải có duyên với nào nào. Mẹ mình ngay đang chào em kìa. Trời ơi, xinh quá, con gái mẹ. Bây giờ đi vào xem còn ai trong nhà không ạ? Không, chưa chó. Chưa mấy con pet của em. Ok, chó nó biết theo được tớ. Đấy, ok, đi. Đang định giả vờ lên bốc thuốc phải nói nhưng giả vờ ngậm phải phát hiện mới được ngậm quả chanh vào mồm xong rồi nói ngậm quả chanh vào mồm phun cứ tưởng chuyện nào mấy con pet của mình mà nó cũng nhận ra tại vì nó thấy đôi chắc là đôi tông huyền thoại này chắc nó đi săn Đây. Người gội đầu nghề lâu quá đấy. Giới thiệu cho mọi người là nhà mình đây là nhà mẹ mình để làm thuốc nam gia truyền ấy. Nên mình muốn giới thiệu cho mọi người biết đến hiệu thuốc nam của mẹ mình ấy. Làm từ rất lâu đời rồi. Nóng quá. Có bệnh gì thì liên hệ mẹ mình tư vấn cho mẹ mình trước được rất nhiều các loại thuốc như kiểu là thận gan chi dạ dày khớp nếu một con nếu tinh trùng mang thai viêm xoang và mấy bệnh nữa mọi người ạ. Ai mà có bị bệnh gì thì liên hệ qua số điện thoại của mẹ mình là 0978 297 312 nhé mọi người nhá.
với cả một hai số nữa. Sau mình sẽ để số điện thoại lên màn hình cho mọi người gọi nghe mọi người nha. Clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây đây. Lần sau có muốn phục thù không? Phục thù kéo lại bị dính nữa là ăn đến một bộ không. Anh ơi, lần sau em tưởng gì em cũng phải phục thù cho công thế lại bị đấy luôn. Lần sau mọi người biết là sẽ làm cái gì không? Lần sau ấy sẽ là người đẹp bikini. Lần sau nếu mà đứa nào thua là sẽ phải mặc bikini để đi diễn sau thời trang đấy. Thôi clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây này. Nếu thấy clip của anh em mình hay nhớ để lại cho anh em mình một like, một share, một comment, một đăng ký kênh, nhấn chuông bên cạnh nhá. Chào tất cả mọi người nhá.